Thì trước khi vào video ngày hôm nay thì mình muốn giới thiệu cái kênh HVT Gamer, kênh phụ của mình. Thì như các bạn đã biết thì kênh CTM Gamer, kênh phụ thứ hai của mình đã bị mất. Và hiện tại thì mình sẽ sử dụng kênh YouTube này để mình làm những clip dạy làm những clip thủ thuật mà mình không thể đăng cùng một lúc trên cả kênh kênh YouTube mà đi được, thì sẽ chuyển đăng bớt trên kênh này nhá. Thì kênh này thì không phải là kênh phụ, nhưng không phải là không có những clip hay. Thì kênh này thì mình sẽ để những clip hay hơn và mình sẽ để đây cho các anh em dễ tìm nhá. Hiện tại thì mình đã có 4 video rồi, 4 video đều được hơn 1k view. Thì rất mong các bạn ủng hộ mình để tiếp tục làm những video hay hơn như thế này nhá. Anh em nhớ nhá, anh em lên YouTube anh em gõ cho mình chữ HVT Gamer này. Đây. Thì đây chữ này đây. Ok, thì đây là kênh của mình. Mình rất mong anh em ủng hộ mình để mình có động lực làm những cái video hay hơn nhá. Ok, bye bye anh em. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào video ngày hôm nay thôi. Bye bye. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn tiếp tục quay trở lại với channel của mình. Thì ở video ngày hôm nay thì mình muốn đem đến cho các bạn một cái game, đó là FTS. Game này thì cũng mình nói thật là khá là nhiều bạn đang yêu cầu mình làm và xem comment trên cả kênh Cutie này và kênh phụ và HVT Gamer. Vì lâu lắm rồi, vì cái kênh CTM Gamer ngày trước của mình là cũng làm khá là nhiều về game FTS này, nhưng bây giờ nó đã bị mất rồi. Và những cái bản mod về FTS cũng đã mất nốt. Nên là hôm nay thì mình muốn tiếp tục để review cho anh em xem về game bản mod FTS này. Thì FTS là một cái tựa game anh em của đơn vị Soccer 2020, đơn vị của nhà phát hành Photo Game. Nhà phát hành Photo Game là sản xuất ra game này, nhưng mà game này đã dừng từ bản 2015 rồi. Bây giờ những cái bản này thì bản mod lại thôi. Nhưng cái này nó cũng một điều rất là đặc biệt, đó là những cái cầu thủ thì mod thì luôn là những cầu thủ mới nhất vào chuyển tới, như ví dụ như là cập nhật tỷ chủ chuyển nhượng này và logo đấu này, nói chung là mới nhất luôn. Tiếp theo thì mình sẽ vào những bây giờ thì mình sẽ vào từng thể đấu và mình review những cái thương vụ nổi tiếng cũng như là những cái biến động mới nhất trên thị trường chuyển nhượng mà là có thể là nổi bật anh em nhé. Ví dụ mới nhất là Manchester United thì phải kể đến đó là Bruno Fernandes này, là cầu thủ của quốc tịch Bồ Đào Nha, đang thi đấu câu lạc bộ Sporting Lisbon và chuyển tới MU, thì em hy vọng là đem đến luồng gió mới cho câu lạc bộ này. Đấy là câu lạc bộ Manchester United, cái thương vụ mà đỉnh đám nhất. Thì đây thì mình vẫn chưa tìm được câu lạc bộ nào có những... Đây, thì chúng ta sẽ vào những câu lạc bộ này. Đây, Bundesliga đi. Bundesliga thì Borussia Dortmund vừa chiêu mộ hai tân binh, đó là Erling Haaland, cầu thủ trẻ xuất sắc và liên tục nổ súng cho những trận đấu gần đây cho Borussia Dortmund. Và đây, Emre Can, đây là cầu thủ quốc tịch Đức và muốn chuyển sang câu lạc bộ Borussia Dortmund để muốn nói chung là nuôi hy vọng muốn giữ Euro 2020. Đây là hai thương vụ đình đám nhất của Borussia Dortmund. Tiếp theo chúng ta sẽ xem giải đấu khác. Ligue 1 thì cũng không có biến động nhiều lắm, thì mình sẽ cho các bạn xem câu lạc bộ Paris Saint-Germain đi. Đây, về câu lạc bộ Paris Saint-Germain, cái tên đã khá quen thuộc của chúng ta rồi. Tiếp theo anh em nhé, đó là Serie A. Serie A thì phải kể đến đó là Inter Milan, một câu lạc bộ mua rất nhiều cầu thủ của anh em ạ. Và trong đó có như là 4 hay sao ạ, để mình đếm lại nhé. Alexis Sanchez này, Adrian này, Lukaku này, đúng rồi, ba cầu thủ của Manchester United. Còn lại thì thương vụ mới nhất hiện tại thì đó là Christian Eriksen, cầu thủ chuyển tới từ câu lạc bộ Tottenham Hotspur. Đấy, Eriksen. Tiếp theo là AC Milan với thương vụ rất là nổi tiếng, đó là Zlatan Ibrahimovic, cầu thủ vừa chuyển tới với hy vọng là vực dậy đội bóng AC Milan. Ok. Đấy là những cái thương vụ đình đám nhất thời điểm hiện tại. Ngoài ra thì chúng ta có thể xem câu lạc bộ Juventus này. Cái tên mà cũng khá là quen thuộc của chúng ta rồi. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ xem giải La Liga. La Liga thì chúng ta sẽ xem Atletico Madrid này,
như đây là bộ Atletico Madrid. Tiếp theo chúng ta sẽ xem Barcelona. Barcelona đây những người tên mới nhất này, Ansu Fati có này, Arthur này, Weiser này, đấy, những cái tên những cầu thủ trẻ. Tiếp theo đó là Real Madrid. Reinier Jesus có đèn như này. Những cầu thủ thì tại nhà giàu của Tây Ban Nha, giành ngân hàng Real Madrid thì luôn chiêu mộ những cầu thủ mà đắt giá về câu lạc bộ của mình. Đấy là La Liga. Ở dưới này thì nó có rất nhiều giải đấu khác. Như đây là những câu lạc bộ gọi là mạnh nhất của từng giải. Đây, đấu ở đấu châu Âu như Ajax này, Ajax Akama này, Feyenoord này, của Hà Lan này, đấy rất là nhiều luôn. Đây là xin lỗi anh em, đây là câu lạc bộ các câu lạc bộ Hà Lan nhé. Đây là đây. LNS này, giải đấu của Mỹ này. Đấy. Đây những giải đấu LA Galaxy này, DC United này, Orlando City này và xem Konami này. Ok. Dưới này thì những giải đấu như là China Super League này. Đấy, anh em có thể vào anh em xem giúp mình. G-League này, Liga Mexico này, UEFA Champions League này, giải đấu điện thoại này. Đây. Đấy, nói chung là anh em tự vào xem giúp mình nhá. Thì bây giờ mình sẽ vào bên trong trận đấu bên trong xem như thế nào. Mình sẽ chọn câu lạc bộ của Dortmund anh em ạ. Mình sẽ vào bên trong trận đấu xem đồ họa nó sẽ như thế nào anh em nhé. Play mat luôn. Và chúng ta sẽ gặp đối thủ đó là Utrecht Frankfurt. Nếu anh em nào muốn mình làm những cái bản mod hay những cập nhật đội hình mới nhất của game FTS này thì anh em hãy đăng ký ủng hộ mình nhé. Và comment để mình biết ý kiến của anh em. Ok. Đồ họa thì nó cũng khá là nét, anh em cũng có thể nhìn thấy rồi. Mặt sân thì được mod rất là đẹp. Đá thì nó cũng, chế độ đá máy thì nó cũng ok, không dễ chả khó lắm. Nhưng mà mình cảm thấy cái này hình như đá này nó khó hơn đến đường mix soccer anh em sao. Hay là mình đá đường mix soccer quen rồi nên cảm thấy cái này nó khó hơn. Đấy, đồ họa nó chỉ có vậy thôi. Anh em cũng có thể xem qua giúp mình. Thì bây giờ có lẽ là mình sẽ thoát ra nhé. Mình sẽ hướng dẫn anh em cách để có được bản mod này luôn. Thì vào phần download thì chúng ta cũng có thể thấy được ba cái link như thế này. Đương nhiên là ba cái bản mod thì đương nhiên có ba cái link. FTS này thì có ba cái link APK, OBB và data. Thì anh em tải cho mình tất cả ba cái link này về. Ví dụ mình sẽ lấy một cái, mình sẽ lấy OBB cho anh em xem nhé. Cái này thì mình hướng dẫn rất là nhiều lần rồi, anh em làm tương tự rồi. Tích vào phần thu hồi máy này, quảng cáo thì lướt bỏ đi. Tích vào tôi không phải nghe máy này, quảng cáo anh em cứ ít bỏ đi nhá, không quan trọng đâu. Ok, nó hiện có tích về rồi. Tiếp theo anh em vào cho mình phần click here to country. Đây, quảng cáo thì lướt bỏ đi. Bước này thì khi em lướt bỏ đi thì bước này nó sẽ chuyển cho anh em. Cái này thì em hãy đợi nó chạy về không dây thôi. Đây, số dây đây. Đợi nó chạy về không dây. Ok, tiếp theo anh em vào phần get link này. Quảng cáo tiếp bỏ đi. Ok, quay lại thì sẽ bấm phần get link. Thì khi anh em bấm phần get link thì nó sẽ hiện cho anh em một cái bước nữa. Đương nhiên rồi, nó sẽ có hai bước lấy link. Thì bước này anh em làm tương tự thôi. Tích vào tôi không phải nghe máy này. Tiếp theo anh em bấm phần click here to country. Ở dưới này, quảng cáo thì lại tiếp bỏ đi. Ok, bước này thì lại đợi mình chạy về không dây nhá. Đây, số dây nó đang chạy. Cái này thì nó chạy nhanh hơn. Ok, tiếp theo chọn cho mình phần get link. Đây, anh em click get link không? Quảng cáo tự nhiên bỏ đi. Quay lại thì chúng ta sẽ có link tải luôn. Ok, như vậy là đây là link tải. Thì các link kia thì anh em làm tương tự giúp mình nhá.
Bây giờ thì mình sẽ xóa bỏ game cũ, FTS cũ đi, và mình sẽ vào Starchiever. Đấy, app này anh lên cửa vào đây, anh em lên cửa vào đây mua và tải về nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vào phần download nhé, download. Đây là ba cái tệp mình vừa tải này. Đấy. Thì bao giờ mình làm tệp APK trước. Bấm mở này. Và cài đặt nó về. Cài đặt. Ok, bây giờ mình sẽ đợi cái đặt tải về. Thì trong cái cài đặt thì chúng ta có thể thoát ra, chúng ta làm một việc gì đó, chúng ta quay lại thì nó mất được cài đặt nhá. Cái này cũng thế. Mình sẽ làm một data trước này. Bấm xem nhá. Giữ chọn. Bấm sao chép này. Chọn phần bộ nhớ thiết bị Android. Data rồi anh em dán vào. Anh em bấm cho mình giữ màn hình bật này. Rồi bây giờ anh em có thể làm việc gì đó xong em quay lại thì nó vẫn chạy ngầm nhá. Nó chạy ngầm nghĩa là nó tự làm cho anh em đấy. Ok, 100% rồi. Tiếp theo anh em bấm vào phần tải về tiếp. Và làm nốt tệp OBB này, bấm xem này, lựa chọn, sao chép này, chọn phần bộ nhớ thiết bị, Android này, OBB và tiếp tục dán vào. Bước này thì anh em cũng đợi nó tương tự, nó chạy đến 100% thôi. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn anh em thành công bản mod này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vào game, đây anh em thấy không? Đấy, game đây, mình sẽ để cho dễ nhìn này. Vào game. Cho phép nhé. Bây giờ chúng ta phải đợi nó một chút. Đợi load game đã. Ok này. Như vậy là chúng ta đã thành công và chúng ta có thể vào game rồi. Bây giờ thì video mình sẽ xin kết thúc tại đây. Anh em thấy video của mình hay thì like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ mình nha. Ngoài ra hãy ủng hộ mình cái kênh HVT Gamer nữa. Thì bye bye anh em, chúc anh em thành công. Bye bye.